Chào thầy, anh em buổi chiều nha. Nay là mùng 8 Tết, khai trương hôm mùng 6. Chúc anh em có một buổi chiều mua may bán đắt nha. Chúc anh em thợ vào việc sớm, mua bán cho sum tụ. Hôm nay mình quay cho mọi người xem một chút, đó là AB2D36. Cái thằng này thì lắp cho con EX75 nha. EX75 có xài hai đời, một đời bơm đuôi hai khoang, một đời bơm đuôi một khoang thôi. AB2D36, hàng này hầu như là mới 100%, chưa xài lần nào. Hàng thì bảnh toán, rất là bén. Cho nên là sáng hôm nay là mình làm một món ăn nữa. Đây, đồ rất là nhiều, nhưng mà khai trương thì cũng tương đối thôi. Đồ bánh lốp cũng rất là nhiều nha anh em. Nhưng mà hôm nay là không phải là mình phê về cái gì, nhưng mà mùng 8 Tết mình mới bắt đầu chiến hữu kho nồi thịt. Nồi thịt này thì mình kho với nước cốt dừa coconut, nước cốt dừa nha. Thịt heo kho nước cốt dừa. Lần đầu tiên mình làm món này, mình đã mua một trái dừa bỏ vào trong rồi, còn một trái thì mình tính là hôm nay mình sẽ kho hai lửa. Nồi thịt đầy, kho hai lửa nha anh em. Ngày mai mùng 9 cũng có một số bạn của mình ở Bình Chánh họ sẽ khai trương, nhưng mà hôm nay ăn rồi sáng mai ăn, trưa mai mới đi khai trương được. Nên chúc anh em buổi chiều mua bay bán đắt nha. Nước cốt dừa nấu như giống chè, nhưng mà mình để nấu cho nó rim với thịt, rất là ngon, là hy vọng là mọi người đều thích. Chúc anh em buổi chiều mua bay bán đắt nha. Cần món gì thì cứ alo 0907 255 116, Vinh An Sương nha, 0907 255 116. Chào hết thể anh em.